Tỉnh Vĩnh Long vừa xác định thêm 9 mỏ cát dự kiến sẽ khai thác cung cấp cho dự án đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ Cà Mau, cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Theo đó, 9 mỏ cát sau khi khảo sát ghi nhận có tổng trữ lượng khoảng 4,5 triệu mét khối, gồm mỏ Quế An, Quế Thiện 2, Tân Bình 2, Phú Thành, Ngải Tứ, Bình Hòa Phước 2, Thanh Đức 2, Chánh An, Phú Thạnh 1, Đồng Phú, Phú Thạnh 2 và Lục Sĩ Thành. Trong 9 mỏ này, dự kiến hỗ trợ cho cao tốc Cần Thơ Cà Mau 2 mỏ. Trong giai đoạn 2021-2025, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ triển khai thi công 16 dự án, trong đó có dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ Cà Mau và dự án đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án đều được áp dụng cơ chế đặc thù trong việc cấp mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Theo báo cáo, tổng nhu cầu vật liệu các đắp nền cho 16 dự án này là khoảng 63 triệu mét khối. Dưới sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư và các địa phương, đến nay đã xác định nguồn khoảng 37,3 triệu mét khối, trong đó cao tốc Cần Thơ Cà Mau đã xác định nguồn 16 triệu mét khối, đủ điều kiện khai thác 13 triệu mét khối.